Chào các bác đã đến với thương hiệu rèm cửa Tita. Video lần này em sẽ giới thiệu đến các bác quyển mẫu rèm cầu vồng mới nhất mà bên em đang cung cấp. Rèm cầu vồng là loại rèm thiết kế bởi hai lớp vải kéo so le nhau tạo ánh sáng trên cùng một hệ phụ kiện. Lớp vải được dệt một khoảng cản sáng và một khoảng không cản sáng, giống như lớp voan mỏng đan xen nhau. Khi nhìn trực tiếp chúng ta sẽ thấy được các vệt sáng và vệt tối nằm ngang với mắt mình. Và sau đây, bên em sẽ lật từng màu vải trong quyển mẫu này cho các bác có thể xem. Đồng thời bên em sẽ đưa lên một số hình ảnh công trình, sử dụng những mẫu rèm cầu vồng tương ứng cho các bác dễ dàng hình dung và lựa chọn. Nhân đây, em cũng muốn nói cho các bác hiểu thêm về rèm cầu vồng. Rèm cầu vồng được nhập khẩu vật liệu 100% từ Hàn Quốc và gia công tại Việt Nam. Rèm cầu vồng là một trong những dòng rèm cao cấp nhất hiện nay tại Việt Nam. Rèm cầu vồng mang nhiều sự trải nghiệm về chất lượng, độ bền, tính thẩm mỹ, tính trang trí và còn là bộ mặt trong các nội thất gia đình. Hơn hết, rèm cửa thương hiệu Tita xin lấy uy tín 20 năm của mình trên thị trường rèm cửa tại Việt Nam để đảm bảo với các bác về chất lượng và về nguồn gốc xuất xứ, 100% đến từ Hàn Quốc. Đến với rèm cửa thương hiệu Tita, các bác sẽ được trải nghiệm sản phẩm rèm chất lượng nhất, giá thành hợp lý, độ bền lên đến 10 năm. Mỗi ngày được nâng cấp kinh nghiệm, sự sáng tạo, sự nhiệt huyết và tràn năng lượng, luôn mang đến khách hàng sự hài lòng và những bộ rèm cửa đẹp nhất. Nếu các bác đang có nhu cầu làm rèm cửa, mọi chi tiết xin liên hệ 1900 2618, rất vui được phục vụ các bác.